vui xuất khẩu, Bắc Giang dự tính xuất 1.500 tấn vải thiều đi Mỹ. Bắc Giang đang có hơn 200 ha diện tích trồng cây vải thiều đủ tiêu chí xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Dự kiến, trong năm nay, sản lượng vải thiều xuất sang thị trường này đạt 1.500 tấn. Mỹ là một trong những thị trường tiềm năng cho địa phương xuất khẩu vải thiều. Nước này cũng có những yêu cầu cao về kiểm dịch, an toàn thực phẩm dẫn đến vải thiều hay các nông sản khác xuất khẩu sang Mỹ đang gặp một số khó khăn về chi phí vận chuyển, thời gian chuyển hàng, chiếu xạ, công nghệ bảo quản. Trên cơ sở đó, Bắc Giang đề nghị các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều vào thị trường Mỹ, cập nhật thông tin thị trường. Bên cạnh đó, địa phương cũng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm đáp ứng các tiêu chí để xuất khẩu nông sản. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đến để đầu tư sản xuất, xuất khẩu vải thiều.